Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình cập nhật bạn một cái thông tin rất là vui, chính thức là sàn Binance thì họ đã thông báo là sẽ niêm yết đồng DOGS vào ngày là 26 tháng 8 và đồng thời thì họ sẽ mở cái nan pool, có hai cái pool để mà xách đồng BNB và xách cái đồng là FBUSD để mà ăn chia phần thưởng đồng DOGS. Và ở trong cái app mình đào đồng DOGS thì cũng có cái tùy chọn để cho mình là lựa chọn thay đổi sàn hay là thay đổi ví để mình rút. Và có thể là khi bắt đầu khởi điểm niêm yết thì mỗi một sàn sẽ có một cái giá niêm yết khác nhau, vì lúc đấy là họ chưa đồng bộ hóa ở trên CoinMarketCap đâu. Có thể phải mất khoảng 30 đến là 1 tiếng đồng hồ sau thì bắt đầu mới là đồng bộ hóa là cái giá của là đồng DOG ở trên tất cả cái nền tảng sàn. Thì sáng hôm nay mình vào thì bên phía sàn Binance họ đóng cái cổng mình nạp đồng DOG nhá, tạm ngừng. Nhưng mà cách đây mấy phút mình vào kiểm tra này, bên phía Binance họ lại mở lại cái việc là copy được cái mã ví đồng DOG để mà nạp về trên đấy. Và trong nội dung này thì phần cuối mình sẽ là cập nhật cho bạn về cái cách để bạn rút cái đồng Aviva trong tháng 8 dự án này. Thì mỗi một tháng họ sẽ là trả cái đồng Aviva cho cộng đồng, những người mà trước đây đã vượt qua KYC và đã liên kết lại mã ví ở tháng trước, thì mỗi một tháng mình sẽ là nhận đồng Aviva theo mã ví mà mình đã là liên kết. Trước tiên mình nói về cái việc nan pool nhé. Cái nan pool này thì có thể là một cái yêu cầu là họ sẽ chụp cái ảnh màn hình những người mà holder hai cái đồng như là BNB hay là đồng F DUSD thì mới được là nan pool. Còn không phải là mình cứ đăng ký tài khoản mình KYC là mình mua cái đồng BNB để mà nạp vào cái pool sách trong vòng là 3 ngày để mình nhận đâu. Có thể là những người mà đã holder từ trước đủ điều kiện thì mới được là sách hai cái đồng này trong vòng là 3 ngày để mà ăn chia phần thưởng đồng DOGS. Thì đấy là về cái nan pool thì mình giải thích nhanh cho bạn là như vậy. Còn bây giờ mình sẽ là cập nhật cho bạn về cái cách để làm sao các bạn rút được cái đồng DOG này về ở trên sàn Binance. Chẳng hạn ở đây thì mình đang tùy chọn, trước đây là mình rút về OKX và nó thông báo cho mình biết là cái khoản tiền của mình sẽ là gửi đến sàn OKX trước cái thời điểm mà niêm yết. Ở đây sẽ có hai cái mục. Nếu như các bạn bấm bên dưới này thì mình sẽ là quay lại màn hình chính, còn nếu như mà các bạn bấm bên trên chỗ là try author option là mình có thể tùy chọn được thay đổi cái sàn mình rút hay là mình rút về cái ví nhá. Ở bên dưới là mình rút về cái ví bên trong của là Telegram nếu các bạn muốn. Còn ở bên trên thì các bạn bấm exchange, bấm continue là nó hiện lên những cái sàn ở đây. Hiện nay thì sẽ có chính thức là 5 cái sàn mà hỗ trợ đang cho mình là làm cái đồng DOG về đấy. Rồi như vậy những cái sàn bên dưới này thì mình cũng đã là hướng dẫn các bạn là cái cách mình lấy mã ví sàn OKX hay là Bybit hay là sàn Bitget và Get.io thì tương tự như vậy, lấy cái mã ví và cái mã meme. Ở đây chủ yếu là mình nói về sàn Binance nhé. Thì các bạn chọn ở sàn Binance này, các bạn bấm chỗ bên dưới này, nó hiện như này, nó bảo mình là có đồng ý rút về Binance hay không. Mình bấm vào chỗ yes, đây là đồng ý. Ở đây thì không yêu cầu mình là lấy cái USD, chỉ cần là lấy cái mã ví của sàn Binance và mình nhập cái mã moment nhé. Thì như vậy nếu bạn nào mình muốn là rút về ở trên sàn Binance thì bạn đăng nhập vào sàn Binance. Nhớ kỹ cho mình, để mà nhận được tiền thì tài khoản sàn Binance của bạn phải đăng ký và xác minh hoàn thành, xác minh KYC, có nghĩa là mình xác minh danh tính nhé. Sau khi mà bạn đã xác minh thành công thì lúc đấy mình mới được cái quyền là nạp tiền lên đây hay là mình sử dụng để mình giao dịch. Thì bạn về cái mục ví này, nó sẽ hiện lên là một cái mục là cái cổng nạp, thì bạn bấm chỗ nạp ở đây. Cái cổng nạp này bạn sẽ ghi cho mình cái từ khóa là DOGS. Nó hiện cái đồng DOG ở đây, các bạn click vào đây. Rồi như vậy thì ở đây họ đã mở lại cái cổng để cho mình đã copy mã ví nhé. Còn sáng nay thì họ tạm ngừng cái việc là mình nạp đồng DOG vào đây. Thì các bạn click vào chỗ là tôn này, tôn quay này, thì nó hiện lên như này là cảnh báo là mình nhớ là phải copy mã ví và điền cái mã là memo nhé. Thì mình bấm vào tiếp tục đây. Nó hiện như này thì các bạn sẽ bấm đây mình sao chép này, đó là cái mã ví. Các bạn quay lại đây thì các bạn sẽ dán cho mình cái mã ví vào đây. Đó, mình dán nhé. Các bạn quay lại sàn lên lần, các bạn copy cho mình cái mã MOME này nhé. Cái mã rất quan trọng, nếu mình không copy thì các bạn sẽ không nhận được tiền về ở trên này đâu. Mình copy này, quay lại đây thì mình sẽ dán cái mã MOME vào đây. Đến bước này thì các bạn bấm chỗ là xin này, thì nó sẽ hiện lên cái mục nữa để mà cho bạn kiểm tra mã ví. Ở đây thì bạn có thể dừng lại, mình kiểm tra kỹ cái mã ví của là sàn Binance và cái mã MOME nhé.
và yêu cầu là tài khoản sàn các bạn phải là vượt qua KYC thì các bạn mới nhận được. Như vậy thì các bạn có thể quay về đây, các bạn check cho mình cái mã ví, chẳng hạn là 4 số cuối là XNZB, 4 số đầu là EQD5, EQD5, XNZB, và mã MOME là 10838397171, 10838397171. Như vậy mình xác định được là cái việc mình lấy mã ví là chính xác thì mình bấm chỗ là I confirm. Đây nó bảo mình là trước cái thời điểm là niêm yết thì mình sẽ nhận được nhé. Các bạn bấm vào wow đây để mà quay về này. Thì ở đây nó báo cho mình cái khoản đồng đó mình sẽ là gửi về ở trên nền tảng sàn Binance. Thì đó là cái cách mình đã thay đổi cái sàn mình nhận. Như vậy mình đã liên kết ví về ở trên sàn Binance thành công. Nhưng mà có một cái lưu ý các bạn cần phải là nghe kỹ là sàn Binance thì họ đang triển khai LAN pool là 3 cái pool. Và về cái việc mà niêm yết cái đồng Dogecoin này thì họ niêm yết chậm hơn là vào ngày 26 tháng 8 thì họ mới là niêm yết ở trên nền tảng sàn Binance. Chẳng hạn mình cho bạn xem cái thời gian mà niêm yết của cái đây, có một cái mà thông báo về là niêm yết là vào ngày 26 tháng 8 nhé, lúc 12 giờ theo múi giờ UTC. Như vậy thì các bạn có rút về ở trên sàn Binance này thì cái giá đến lúc mà niêm yết thì nó cũng đã đồng bộ hóa với những cái nền tảng sàn đi trước, với sàn OKX và những cái sàn khác thì đang đếm ngược ở cái mục này là còn lại 2 ngày thì sẽ niêm yết, thì họ sẽ niêm yết vào ngày 23 tháng 8 thì sẽ chính thức là mở giao dịch spot. Còn nếu các bạn rút về ở trên sàn Binance thì phải đợi đến ngày 26 tháng 8 mình mới bán được. Như vậy mình sẽ tiến hành là mình lựa chọn của mình vẫn là rút về OKX. Còn cái việc là rút về Binance thì mình chỉ là hướng dẫn cho bạn đọc cần thôi. Còn ở đây mình muốn rút về OKX mình lại bấm lại chỗ bên trên này, chỗ là Try Other Option, mình lại chọn là sàn giao dịch nhé. Mình lại chọn vào chỗ là OKX. Các bạn có thể rút về Bitget hay là Get.io, như ở đây mình quen dùng OKX thì mình lựa chọn là rút về OKX này. Bấm chỗ yết ở đây. Ở đây là cái trước mình đã liên kết thì có một lần, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại mã ví ở trên OKX nhé. Vào phần ví này, nạp đây, chọn nạp tiền mã hóa này, ghi tìm kiếm là Dogecoin, bấm ở đây, chọn bảng lưới là Dogecoin trên là Tone. Đây là cái cảnh báo bắt buộc phải nhập cái mã Moment nhé. Mình copy mã ví này, quay lại đây mình sẽ xóa bỏ cái ví cũ, nhớ đâu mà nó sai nhé, nên mình sẽ xóa đi. Đó, mình xóa hết đi. Mình dán lại cái mã ví vừa copy vào đây. Và cái mã Moment thì copy lại mã Moment này. Mỗi lần mình copy mã ví nó thay đổi mã Moment và cái địa chỉ ví nhé. Các bạn lưu ý là trước đây mình đã làm một lần thì mã Moment là khác. Còn bây giờ mình làm lại thì cái mã ví và cái mã Moment là khác này. Mình kiểm tra lại mã ví. Mã Moment và mã ví này rất quan trọng, các bạn kiểm tra kỹ nhé. Ok, như vậy mình thấy là 4 số đầu, 4 số cuối đã khớp nhau. Thì đến bước nữa, các bạn cần phải là lấy cho mình cái GOD. Thì bằng cách là quay lại ở cái hình là 9 chấm này, các bạn bấm vào đây. Các bạn sổ mũi tên là mình đã KYC nhé. Nhớ kỹ là phải KYC thì bạn mới là làm đây được. Thì bạn sổ cái mũi tên này ra này, các bạn kéo xuống, nhìn thấy đây chính là cái GOD. Thì bạn bấm đây, mình copy GOD, quay lại OKX, các bạn dán vào đây. Các bạn bấm vào chỗ là xin này, nó hiện đây cho mình kiểm tra. Thì bước này là cái bước mình kiểm tra lần cuối. Cái GOD của mình sẽ là 6160 3773. Kiểm tra kỹ nhé các bạn nhé, 3773 6160. Và ở bên này mã ví thì mình quay lại sàn để mình kiểm tra cho chắc ăn nhé. Nhầm cái là mất tiền đấy, các bạn kiểm tra kỹ. Mình quay lại mục lạp, ghi chữ là đó. Đó, thì cái mã ví của mình sẽ là EQD5VC này. Đó, bộ số cuối mình sẽ là OWNOZ nhé. OWNOZ, mã Moment của mình sẽ là 89605968960596. Ok, như vậy thì cái mã của mình đã xác minh là thành công. Thì mình sẽ bấm vào chỗ là I confirm ở đây. Bấm vào đây. Đó, như vậy mình lại đổi lại là rút về ở trên nền tảng là sàn OKX nhé.
thì đồng nghĩa với việc là mình cũng đã hướng dẫn bạn rút về ở trên sàn đây lần và rút về OKX. Còn bây giờ chuyển sang phần cuối thì mình sẽ cập nhật cho bạn về cái cách để bạn rút cái đồng Aviva. Cái đường link mà rút đồng Aviva thì mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả cho bạn đấy. Ở đây thì bạn tiến hành mình sẽ đăng nhập bằng cách là ghi mail đăng ký Aviva và bấm là gửi cái mã OTP để nó gửi về mail. Đây mình copy cái mã OTP, quay lại mục đăng nhập thì mình sẽ dán vào đây, bấm login đây. Ở đây thì bạn nhìn thấy là thứ nhất là cái mã ví mình đã KYC mà mình liên kết này. Đây là cái phần mình rút. Còn ở bên dưới thống kê về mỗi một tháng mình sẽ rút một lần nhé. Thì nó hiện tất cả ở đây. Và tổng số mình rút thì nó cũng hiện đây cho mình kiểm tra này. Và để mà rút được thì bạn bấm chỗ là mình chia sẻ lên là Twitter. Bạn bấm đăng ở đây. Sau khi mà bạn đăng xong thì mình quay lại này. Quay lại cái mục là rút. Quay lại thì nó hiện chữ là Connect Wallet. Các bạn bấm vào đây. Và mình sẽ lựa chọn cái ví mình liên kết trước đây là ví OKX. Thì mình chọn ví Web3 của là OKX. Bấm vào cho phép để mà nó mở cái ví Web3 của là OKX. Bấm vào chỗ là kết nối đây. Khi mà kết nối thành công thì mình quay lại nhé. Quay lại cái chỗ mình đang thực hiện liên kết này. Nó đang quay này. Có nghĩa là nó đang đợi mình mở cái ví. Thì bạn quay lại ví. Các bạn mở lên này. Các bạn nhìn thấy chữ là Aviva Work mà nó yêu cầu mình xác nhận cái mật khẩu. Mình bấm vào đây. Bấm đây mà nó thực hiện nhé. Thế bảo mình đã xác minh cái DApp thành công ấy, thì quay lại cái trang web mà mình thực hiện mình rút nhé. Các bạn chờ một chút nhé. Ở trên ví này các bạn cũng nhìn thấy chữ là Aviva mà mình đang thực hiện mình rút này. Mình đã liên kết ví. Và để mà rút được thì các bạn cần phải có cái gas của là ETH mạng Arbitrum nhé. Mình quay lại cái mục rút này. Nếu mà nó vẫn bị treo đây thì mình sẽ làm mới lại nhé. Các bạn bấm này, bấm vào làm mới này. Bấm lại withdraw này. Mở lại ví lên mình kiểm tra nếu mà nó hỏi. Đó mình mở cái ví lên mà nó hỏi mình xác nhận thì mình bấm xác nhận ở đây. Nó báo mình đã xác nhận thành công. Thì các bạn quay lại đây nhé. Quay lại đợi nó kiểm tra một chút này. Rồi ok, như vậy các bạn lại là quay lại cái ví Web3 của mình nhé. Thì mình xác minh là cái việc mình thực hiện mình rút này. Bấm vào xác nhận ở đây. Đó, bây giờ bắt đầu nó mới là gửi cái giao dịch. Thì bạn quay lại đây, bạn chờ một chút ấy. Mình sẽ nhận được cái đồng Aviva nhé. Nó báo là pending này. Pending là đang gửi cho mình. Thì như vậy bằng cái cách là bạn mở cái trang mình rút này. Để mình tiến hành mình bấm vào rút. Và thứ hai nữa thì mình mở cái app ví gọi là OKX lên thì mình xác nhận cái việc mình thực hiện giao dịch ở trên đấy. Rồi ok, như vậy mình đã nhận được cái đồng Aviva vào ngày hôm nay là ngày 21 tháng 8. Thì như vậy mình đã được cập nhật chi tiết bạn về cái dự án liên kết ví để mà rút cái đồng DocS là một. Và thứ hai nữa thì mình cũng đã cảnh báo cho bạn là rút về ở trên sàn bên lần thì đến ngày 26 họ mới niêm yết. Còn những cái sàn này thì họ đã niêm yết từ ngày 23 và những ngày 23 thì mình đã bán cái đồng DocS rồi nhé. Còn nếu bạn nào mình muốn rút về ở trên sàn bên lần thì bạn làm theo cái hướng dẫn của mình. Còn bây giờ mình xin được gửi đến bạn là video. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Mình xin chào bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.